Hi, welcome to Saigon Ho Chi Minh, Vietnam. It's about 8 a.m. in the morning. We had the Tăng Đỉnh Market. It's Nguyễn Hữu Cầu Street. And district number one, Tăng Đỉnh Ward. So today the day after the New Year, so kind of quiet. So we got most of the shops are closed except the fresh food and vegetable market still open. A little slow. Chào anh. Không đăng ký nhưng anh. Không đăng ký nhưng anh. Đăng ký. 1 kilo is 30,000 đồng. Một ký ai? Ừ. Cái này ăn được không hay là phải chờ? Ăn được rồi. Được hả? Cho 1 ký đó. Cho nửa ký đó. Mấy ký nhiêu? Ký nhiêu? 15. Đây ký luôn đi 30. 1 ký hả? Ký 30 ok. Ngọt lắm. Mà đây Tết ngày sau Tết mà cũng bán hả? Có nhiều chỗ đóng cửa hết. Không biết tiền nào mới mở lại hết. Ngon lắm anh, cái bán cầu này ngon lắm. Dạ ăn hoài gì ở đây ở cái bên mà. Dạ. Ngày nó cũng đi ngang vòng vòng. Ừ. Ừ. Cái này là 30, có là nhiêu anh nè? Cũng 30 luôn nè. 50 luôn hả? Ừ. Tới đi táo xanh đỏ 1 kilo, so really cheap. Mấy anh Tây nó không biết. Nè, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. 1 kilo 30. Dạ, cảm ơn hả? Dạ. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Sau đó thì some of the shops are open, so Vietnamese usually they celebrate the New Year for like a whole week, so see a lot of shops usually everything open, but right now they're still closed.